Sự ra đi của Phi Nhung là một trong những mất mát lớn của showbiz Việt. Sau khi cô qua đời, tờ 163 của Trung Quốc cũng đã đưa tin về nữ ca sĩ và gọi cô là nữ hoàng băng đĩa. Đến mới đây, báo No News của Hàn Quốc cũng đã đưa tin về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Trang báo này viết, nghệ sĩ Phi Nhung, một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, vừa qua đời vì căn bệnh COVID-19 vào ngày 28 tháng 9 sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Sự mất mát này đã khiến dư luận Việt Nam xót xa và tiếc thương vô cùng. Khi dịch bệnh lan rộng, nghệ sĩ Phi Nhung là một trong những người đi đầu cho các hoạt động từ thiện như gây quỹ vaccine COVID-19 hay hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo. Dù chưa xác định rõ nguyên nhân, nhưng rất có thể nữ nghệ sĩ đã bị mắc bệnh trong quá trình tích cực hoạt động từ thiện. Báo No News cũng dành nhiều lời khen cho tấm lòng nhân ái của cố nghệ sĩ và nói về việc nhận nuôi 23 người con. Nghệ sĩ Phi Nhung còn là một người giàu lòng nhân ái khi nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi và nuôi dưỡng các bé nên người. Sau khi nữ nghệ sĩ qua đời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc các em sẽ được đưa vào cơ sở giáo dục công lập tại địa phương. Được biết, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã ngỏ ý muốn nhận nuôi 23 đứa trẻ này vào ngày 29 tháng 9. Trang 163 trước đó đưa tin với tiêu đề Ngôi sao Việt Nam mắc COVID-19 qua đời trước khi chết, từng tham gia công tác chống dịch và dành nhiều lời nói hoa mỹ cho cố nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo nhé.